3 hectare cà phê mà giá chỉ có là 1 tỷ 350 triệu. Ba hecta nha, giá là 1 tỷ 350 triệu. Đất bằng đẹp, cách khu dân cư 500 mét nha, cách quốc lộ 2, cách đường nhựa thì nó tầm khoảng cỡ là 300 mét. Nguồn thu cực khủng luôn, mình có là ao hồ, hệ thống máy tưới đầy đủ hết nha. Một tỷ 350 triệu cho 3 hecta cà phê, đất bằng đẹp. Trong 3 hecta này á thì được làm 2.000 cây cà phê đang cho thu chính. Còn đâu đó là chỗ nhà họ trồng điều nhé cô chú anh chị. Khoảng 2 hecta là cà phê đất bằng đẹp, còn đâu đó là chỗ nhà đã trồng điều. Nguồn thu cực khủng luôn, mình có là hệ thống máy tưới, ao hồ đầy đủ hết nha. Mảnh đất của mình thuộc về xã Erbil, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Từ lô đất này mà ra trung tâm trường, chợ, ủy ban, khu dân cư, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì nó mất đâu đó là một cây số cô chú anh chị nhé. Ô tô đi tận nơi luôn. Còn về hướng Lâm Đồng là 130 cây. Còn về hướng Sài Gòn là 290 cây số cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị mình tiếp tục theo chân em để mình xem cái hồ. Hồ nước của mình thì tươi, bao tưới trọn đời luôn. Đất bằng như sân bay luôn cô chú anh chị nhé. Bằng như sân luôn. Ở đây là mình có hồ cô chú anh chị này. Đó, một cái view hồ này. Hồ nước này để bao tưới cho cô chú anh chị trọn đời luôn. Đó. Nhìn hồ là sướng rồi. Đất của mình là cách cái đường nhựa cô chú anh chị có tầm 300 mét nhá. Là ra đường nhựa rồi nhá. Cách khu dân cư tầm khoảng cỡ 1 cây số thôi, chứ tới 1 cây số. Cách khu dân cư trường học cấp 1, cấp 2, ủy ban, trường, chợ chứ tới 1 cây số của chú anh chị nha.